Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Toyota Place Garden Grove, 1-800-357-6738. At JobStart, nơi uy tín tìm việc làm, tìm việc nhanh, 562-691-4266. Từ Westminster, anh Tuấn, Như Hiền và Đoàn Trọng xin đón nói gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua cà phê sáng vào một ngày cuối tuần. Wow, hôm nay thì chỉ còn có vỏn vẹn một tiếng đồng hồ nữa là chúng ta được quyền nghỉ được tới 2 ngày. Dạ vâng. Happy Friday. Kính chào anh Đoàn Trọng, kính chào chị Như Hiền và kính chào tất cả quý vị khán thính giả TGIF, tất cả quý vị. Bởi vì ngày hôm nay là thứ sáu và cuối tuần rồi, chúng ta lại chuẩn bị với 2 ngày nghỉ lễ cuối tuần. Thời tiết và khí hậu có thích hợp để chúng ta có thể ra ngoài chơi vào cuối tuần này hay không chị? Chào anh Trọng, chào Tuấn, kính chào quý vị. Và thời tiết ngày hôm nay trời rất mát thưa quý vị. Và hiện tại nhiệt độ ở bên ngoài là 68 độ ở vùng Anaheim và Westminster. Và nhiệt độ hôm nay cao nhất là 84 độ thưa quý vị và thấp nhất là 66 độ. Và buổi sáng hôm nay trời có nhiều rất là nhiều mây. Nhưng trời mây sẽ tan rất là sớm vào buổi trưa này khoảng 9 tới 10 giờ thưa quý vị. Vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất chỉ có 86 độ, không nóng như những tuần trước là 90 độ và thấp nhất là 67 độ. Và những vùng núi như là Palm Springs hoặc là những vùng Santa Bernardino sẽ có một ít mưa hoặc là thunderstorm, có nghĩa là sấm sét thưa quý vị. Vào ngày thứ Hai, ở vùng Westminster và Anaheim sẽ có mưa và sấm sét một vài nơi. Kính thưa quý vị, đó là khí hậu và thời tiết tại miền Nam California. Trong lúc đó thì tôi đã loan tin với quý vị những ngày hôm trước tất cả những cái trận động đất liên tục xảy ra ở tại vùng Thái Bình Dương giữa Nga Xô và Chile. Nhưng đến sáng nay thì kính thưa quý vị, động đất lại trở về châu Âu, một cơn địa chấn lên tới 6.7 độ Richter đã diễn ra ở tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Và một trong những cái quần đảo của Hy Lạp có tên Loros đã là một trong những trung tâm của trận động đất. Hiện nay đến bây giờ thì tất cả các quan chức của chính quyền Hy Lạp cho biết rằng có một người Thụy Điển và một người Thổ Nhĩ Kỳ đã bị chết. Như vậy cái trận động đất nó diễn biến như thế nào? Thưa quý vị, cái chuyện vào ngày hôm qua, vào ngày sáng thứ Sáu, tức là đêm thứ Năm ở bên này, thì ở Hy Lạp, tức là một trong những cái đảo của Thổ Nhĩ Kỳ, gần đó... Nó một cái đảo, nó là một quốc gia, nhưng nó gần với Thổ Nhĩ Kỳ. Gần với Thổ Nhĩ Kỳ, mà đó là một cái đảo mà tất cả thường thường có 200 người du lịch mỗi năm tại ở những đảo này, và rất là đẹp thưa quý vị. Là có những cái nhà mà cái nhà rất là nhỏ là được xây bằng đá ở trên đó và gần bờ biển. Thì vừa rồi đã có một trận động đất là 6.7 thưa quý vị, và đã... coi như là ngày hôm qua đã làm rung động và làm cho tất cả những khách du lịch và người dân ở đó rất là hoảng sợ. Và những thì đây là khu du lịch nên có những cái bar rượu và mọi người đã thấy cái sự rung chuyển rất là mạnh thưa quý vị ở xung đó, và có một cái số cây cối và một cái tòa nhà đã bị đổ và có 2 người bị chết và trong đó có 80 người bị thương thưa quý vị. Và sau cái cơn động đất thì có những cơn chấn động là 12 cơn chấn động gọi là aftershock thưa quý vị, đã làm rung chuyển rất là mạnh và làm mọi người rất là hoảng sợ, và có người cũng đã nói rằng khi đang ngủ cái giường đã rung tới 2 lần lần anh Trọng. Wow. Yeah. Nhưng mà nếu như ai có điều kiện khách du lịch đến tới đảo Kos ở tại Hy Lạp, đó là một cái trường đảo rất là cũ kỹ, những cái ngôi nhà viên đinh được xây dựng vào những năm 1920 đến bây giờ. Thế thì phía bên Thổ Nhĩ Kỳ có bị ảnh hưởng gì không ạ thưa anh Tuấn? Thưa quý vị khán thính giả, bên Thổ Nhĩ Kỳ họ cũng cảm nhận được cái sự rung động, bởi vì đó trận động đất này diễn ra vào khoảng 1:30 sáng. Trong cùng lúc đó thì hầu như tất cả các người khách du lịch và những người dân ở ngay tại địa phương họ đang chìm trong giấc ngủ. Một số người cho biết rằng trong lúc 1:30 sáng họ vẫn đang còn ở ngay tại các quầy bar rượu, nhất là những người du khách, có tới 200.000 người du khách đang có mặt ở ngay tại đây. Rồi cảnh tượng gì xảy ra thưa quý vị, họ phải đem mùng mềm chiếu gối, họ đi ra ngoài đường họ ngủ, bởi vì họ không còn tin tưởng những cái công trình lâu đời cũ kỹ đó có thể đổ sập bất kỳ lúc nào. Vâng, đúng như vậy, thì tất cả các công trình cũ kỹ thì nó không có những cái hệ thống kiến trúc để chống lại động đất. Tuy nhiên, một trong những cái sự kiện mà hấp dẫn khách du lịch nhiều
nhất đến tại Hy Lạp, đó là một cái thành phố cũ kỹ. Đặt thức ăn ở quả tại Hy Lạp thì rất nhiều người thích, đặc biệt là vấn đề thịt đường của Hy Lạp thì coi như là số 1. Vâng. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì chắc là chúng ta phải trở lại một trong những cái vấn đề mà người dân Hoa Kỳ hiện nay đang quan tâm đến rất nhiều. Chắc quý vị đã biết rằng sau khi có những cái sự biến động ở tại White House cũng giống như ở tại Washington DC, một trong những nhân vật chủ chốt đó là ông giám đốc cơ quan tình báo trung ở cơ quan điều tra trung ương Jim Comey đã bị sa thải bởi Tổng thống Donald Trump. Và cái sự việc này đã dẫn tới một trong những cái việc bổ nhiệm mà sau khi ông Jeff Sessions đã tự coi như là lẩn chân, ông trước ra bước ra ngoài khỏi tất cả những cái sự kiện liên quan đến vấn đề chính phủ Nga Xô liệu có thực sự yểm trợ cho cái cuộc bầu cử của Tổng thống Donald Trump hay là không. Và sau đó thì ông Rostan là một trong những vị thứ trưởng Bộ Tư pháp được bổ nhiệm ông Robert Mueller. Ông Robert Mueller là một trong những người đã từng là giữ chức vụ giám đốc cơ quan điều tra trung ương, và ông Rappeller trở thành một trong những vị công tố viên đặc biệt, và ông ta có cái quyền để điều tra tất cả những sự gì liên quan đến vấn đề mà có thể nói liệu Tổng thống Donald Trump có sử dụng cái vấn đề cản trở công lý hay là không. Nhưng đến bây giờ thì ông Robert Mueller, có thể ngày hôm qua chúng tôi cũng đưa tin mà quý vị có thể nghe nhanh thì quý vị hơi hiểu lầm, là anh em chúng tôi đã cố ý nói rằng Tổng thống Donald Trump ông vẫn có quyền là sẽ sa thải được ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng giống như Thứ trưởng Bộ Tư pháp, và điều đó thì có nghĩa rằng có thể ảnh hưởng đến chức vụ của ông Robert Mueller. Nhưng điều mà ông Robert Mueller sẽ không bị ảnh hưởng bởi chức cách chức của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên đến bây giờ thì cái ủy ban gọi là luật pháp của Tổng thống Donald Trump, cố vấn cho Tổng thống Donald Trump, đang đưa ra những ý kiến và liệu họ có thể chấm dứt chức vụ của ông Robert Mueller hay là không. Và nếu cái sự việc này tiến triển thì tất cả những cái sự kiện mà có thể nói đang theo dõi tại Washington DC, người dân sẽ nghĩ gì khi vấn đề ông Robert Mueller không còn ở trong cái chức vụ công tố viên đặc biệt, thưa anh Tuấn? Thưa quý vị, sự việc xảy ra sau cuộc phỏng vấn nói chuyện giữa bên phía ông Tổng thống Trump với bên phía tờ New York Times, và bắt đầu kể từ đó, ngày hôm qua là một ngày chính trị Hoa Kỳ diễn ra rất nhiều những biến động. Biến động đầu tiên đó là theo một số nguồn tin, họ nói rằng công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller đang chuẩn bị những cái hồ sơ đưa những cái trác tòa đến cho những ngân hàng để yêu cầu toàn bộ những ngân hàng này tường trình ra, trưng dụng ra những cái business transaction, tức là những cái giao dịch tài chính của bên phía gia đình Trump, của công ty Trump Organization trước đây liệu có làm ăn với bên phía thân Nga hay là không. Sau khi bản tin này được đưa ra đó, một vài phút sau đó thì người đại diện cho nhóm pháp lý bảo vệ quyền lợi của ông Trump trong cuộc điều tra, đó là ông Mark Carullo, người trước đây đại diện cho bên phía pháp lý để nói chuyện với truyền thông, đã xin từ chức. Và cũng giống như có nhiều nguồn tin cho biết là sau khi mà tin tức được lộ ra cho biết là công tố viên Robert Mueller sẽ bắt đầu tiếp tục những cuộc điều tra mà đi vào cái phần tài chính, thì bên phía những nhà cố vấn pháp lý họ mới bắt đầu tìm cách để kiểm soát hoặc thậm chí là có thể khóa lại những cái con đường điều tra của bên ông Mueller để bảo vệ ông Tổng thống. Kính thưa quý vị, có một trong những cái sự kiện mà làm cho tất cả các quán cố vấn pháp luật của Tổng thống Donald Trump cân nhắc về vấn đề hiện nay chức vụ của ông Robert Mueller có ảnh hưởng nhiều hay không. Chắc quý vị đã biết cái tình giao hữu với nhau, cái tình bạn với nhau giữa ông Jim Comey, cựu giám đốc cơ quan điều tra trung ương, và ông Jim và ông Robert Mueller đã có gắn bó với nhau rất nhiều. Và điều đó làm cho cái toán cố vấn luật pháp này họ cũng rất là quan tâm, đặt nặng cái vấn đề liệu cái sự liên hệ giữa hai bên có ảnh hưởng như thế nào. Và có thể nói ông Jim Comey là một trong những cái chìa khóa chính của vấn đề này, vì ông là một trong những người có thể nói đưa ra trước dư luận công chúng, và ông là một trong những người đã được trên 33 triệu người theo dõi trong cái cuộc điều trần tại Thượng viện. Và cái sự thân cận và liên hệ đặc biệt giữa ông Jim Comey và ông Robert Mueller có là ảnh hưởng đến cái cuộc điều tra mà đưa đến một cái kết quả là Tổng thống Donald Trump phải ngăn chặn sự tồn tại của ông Robert Mueller hay là không. Thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết rằng công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller hiện đang dẫn đầu một nhóm điều tra mà chỉ
bắt đầu điều tra những cái sự tin tức liên quan từ ủy ban tranh cử của bên phía ông Trump và sự liên hệ với Nga. Nào là những cái cuộc gặp gỡ giữa bên phía ông Tổng thống Trump với những nhà tỷ phú Nga, những cái cuộc ăn chơi mà theo như bên phía mà những cơ quan tình báo đó họ nói rằng họ có những cái tài liệu cho thấy rằng vào năm 2013 trong cuộc thi hoa hậu Hoàng Vũ mà ông Trump đã đem tất cả các người đẹp qua bên Nga, qua bên mặt tư khoa để mà biểu diễn đó, thì đã có những tài liệu cho thấy ông Tổng thống ăn chơi trác táng ở ngay tại đây. Chưa hết, người ta đang nói về cái chuyện là những bất động sản ở ngay tại New York mà trước đây bên phía công ty Trump Organization họ mua đi rồi họ bán lại, mà chỉ bán lại cho những người tỷ phú bên Nga mà thôi, thưa quý vị. Thì điều đó làm dấy lên một cái sự suy nghĩ về lý do vì sao lại có sự quan hệ mật thiết giữa bên phía công ty của ông Trump và cũng như là bên phía Nga. Như quý vị cũng đã biết rằng 26 tháng 7 sắp tới đây sẽ là phiên điều trần của bên phía con trai Donald Trump Jr., con rể Jared Kushner, cũng như là cố vấn về chuyện ủy ban tranh cử trước không đó. Không biết Jared Kushner có tên ở trong danh sách những người điều trần hay không, đã nhưng có. Hai trong những nhân vật chính thức đó là ông Donald Trump Jr. và người cuộc điều hành chương trình tranh cử đó là ông Paul Manafort sẽ là hai cái kỳ chính thức trong cái cuộc điều trần này. Và tướng cũng cần nên nhắc lại, kính thưa quý vị, tất cả các vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa hiện nay đang cân nhắc vấn đề được tất cả các báo chí, đặc biệt là qua hai tờ báo New York Times và Washington Post đề cập đến vấn đề liệu cái toán cố vấn luật pháp của Tổng thống Donald Trump đang cố tìm cách để chấm dứt nhiệm vụ của ông Robert Mueller, là một trong những nhân vật kỳ cựu tại Thượng viện. Kính thưa quý vị, đó là bà Susan Cooley, một trong những vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Maine, người đã từng đưa ra những cái lý luận chống đối lại cái bản gọi là bảo hiểm sức khỏe của Donald Trump. Và hiện nay bà đã chê trách cái sự việc mà nếu có những cái sự việc cố gắng để ngăn chặn cái chức vụ của ông Robert Mueller thì đó là một cái sự tệ hại cho cái nền hành chính của tại Hoa Kỳ và là một trong những giai đoạn lịch sử mới của Hoa Kỳ. Quý vị đang cùng với anh Tuấn, Nhi Huyền và Đoàn Trọng qua Cà Phê Sáng, và chúng tôi trở lại với quý vị trong một giây lát.